Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Harry Potter tập 4, Harry Potter và chiếc cốc lửa. Tác giả J.K. Rowling. Harry Potter nổi danh khắp thế giới phù thủy vì cậu là người duy nhất sống sót dưới tay chúa tể hắc ám Voldemort khi chỉ mới 1 tuổi. Sự hy sinh của ba má đã bảo vệ Harry khỏi tên phù thủy ác độc, khiến quyền năng của hắn tan biến. Thế nhưng, Harry chẳng nhớ gì mấy về đêm tai họa đó. Tất cả những gì còn lại với cậu là một vết sẹo hình tia chớp hành hạ vầng trán Harry bằng cơn đau mỗi khi Voldemort manh nha quay lại. Giờ đây, trước thềm năm học thứ 4 của Harry tại trường phù thủy Hogwarts, vết sẹo một lần nữa đau nhói, mang theo một nỗi kinh hoàng sẽ được kể trong Harry Potter tập 4, Harry Potter và chiếc cốc lửa. Sau đây, mời bạn cùng Phonos bước vào thế giới phù thủy một lần nữa thông qua 3 nội dung chính của cuốn sách. Nội dung thứ nhất, giấc mơ báo hiệu sự trở lại của kẻ tử thù. Tập 4 mở đầu bằng khung cảnh tại làng Hangleton. Trong một ngôi nhà gần như đã bỏ hoang từ lâu, được gọi là dinh thự Riddle, bỗng xuất hiện 2 kẻ lạ mặt. Người giữ nhà vô tình nghe được câu chuyện của 2 kẻ xâm nhập. Một kẻ là đuôi trùn, chính là người bạn đã phản bội gia đình Potter, và kẻ còn lại được đuôi trùn gọi là chủ nhân. Khi cả hai đang trò chuyện với nhau về âm mưu ám hại thằng bé Harry Potter, lão chủ nhân đã phát hiện sự có mặt của người giữ nhà. Hắn đã lạnh lùng bịt miệng người giữ nhà trong tích tắc bằng một lời nguyền chết chóc. Những gì diễn ra ở ngôi làng xa xôi ấy được Harry Potter thấy rõ mồn một trong giấc mơ của cậu. Harry thức giấc khi vết sẹo nhói đau vô cùng. Cậu cảm thấy lo lắng bởi giấc mơ chẳng lành. Nhưng cậu cũng không biết nên chia sẻ vấn đề này cùng ai. Hè năm nay, Harry được dượng Dursley cho phép đến nhà người bạn thân Ron Weasley 2 tuần để đi xem trận chung kết cúp Quidditch thế giới cùng gia đình Weasley. Quidditch là môn thể thao phù thủy mà Harry yêu thích, nên cậu vô cùng trông chờ chuyến đi này. Trận chung kết Quidditch diễn ra đầy ngoạn mục và kết thúc trong sự bàn tán không ngớt về những pha bắt bóng tài tình. Nhưng ngay trong đêm hôm đó, khu cắm trại của những phù thủy đến xem trận đấu bị tấn công bởi các tử thần thực tử, những tay sai thời Voldemort còn thống trị. Thế nhưng, lũ tử thần thực tử lại biến mất ngay khi nhìn thấy biểu tượng của chúa tể hắc ám xuất hiện trên bầu trời. Gia đình Weasley và Harry may mắn không bị các tử thần thực tử tấn công. Họ bình an vô sự trở về trong sự vỡ òa của bà Weasley. Nội dung thứ hai, cuộc thi tam pháp thuật và vị quán quân bất đắc dĩ. Trở lại trường Hogwarts, năm học thứ 4 của Harry tại trường hứa hẹn sẽ sôi động hơn khi thầy hiệu trưởng Dumbledore thông báo rằng trường sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi tam pháp thuật. Theo thông lệ, 3 học viện pháp thuật bao gồm Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons sẽ tập trung tại nơi tổ chức cuộc thi. Các học sinh thuộc 3 trường sẽ ghi tên mình cùng tên trường vào mảnh giấy da, rồi bỏ vào chiếc cốc lửa. Đến ngày công bố, chiếc cốc lửa sẽ nhả mảnh giấy da có tên học sinh được chọn. Học sinh đó sẽ được gọi là quán quân, đại diện danh dự cho trường tham gia vào cuộc thi tam pháp thuật. Đã rất lâu rồi cuộc thi này mới lại được tổ chức, vì những thử thách trong cuộc thi vô cùng nguy hiểm. Các quán quân thậm chí phải chấp nhận đánh cược cả tính mạng của mình một khi tên của họ được chọn. Chính vì thế nên Bộ Pháp thuật đã đưa ra quy định về việc giới hạn độ tuổi thí sinh tham gia. Chỉ những học sinh trên 17 tuổi mới được thả tên mình vào chiếc cốc lửa. 3 quán quân được chọn là Victor Krum, tài năng trẻ của trường Durmstrang, Fleur Delacour, đại diện trường Beauxbatons, và Cedric Diggory, quán quân thuộc chủ nhà Hogwarts. Khi mọi người còn đang tung hô chúc mừng 3 quán quân, thì bất ngờ chiếc cốc lửa lại nhả ra cái tên thứ 4, Harry Potter. Tất thảy mọi người đều tin rằng chính Harry đã dùng chiêu trò để bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa, nhằm câu kéo tiếng tăm cho bản thân. Ngay cả Ron cũng nghĩ Harry gian lận tuổi, nên không thèm nói chuyện với cậu. Chỉ có Hermione tin Harry không làm thế, và hết mình giúp đỡ Harry vượt qua các thử thách trong cuộc thi. Đêm trước ngày thi thứ nhất, bác Hagrid, người giữ khóa kiêm giáo viên đảm nhiệm môn chăm sóc sinh vật huyền bí của trường Hogwarts, đã tiết lộ thử thách trong phần thi đầu tiên cho Harry. Harry nghĩ Krum và Delacour đều sẽ biết được đề thi nhờ vào hai vị hiệu trưởng trường họ. Thế thì lại quá bất công với Cedric, nên cậu đã đem thông tin mình có được tiết lộ cho Cedric. Harry thành công vượt qua bài thi đầu tiên, lấy được quả trứng vàng chứa gợi ý cho bài thi thứ hai. Nhưng Harry chật vật mãi mà vẫn không nghĩ ra được cách khai thác gợi ý trong quả trứng đó. Lần này Cedric là người tìm ra gợi ý trước và chỉ cho Harry cách nhận đề thi từ quả trứng vàng. Nhờ vậy mà cả hai không chỉ có được số điểm xuất sắc cho mình, mà Harry còn tạo được mối thiện cảm đối với các quán quân khác. Ron cũng nhận lỗi cùng Harry khi cậu nhận thức được mức độ nguy hiểm của cuộc thi và hiểu rằng Harry sẽ không bao giờ lấy tính mạng của mình ra để mua danh chuốc lợi. Nội dung thứ ba, chúa tể hắc ám trở lại. Bài thi thứ ba cuối cùng cũng đến. Thử thách được đưa ra là 4 quán quân phải vượt qua mê cung và giành lấy chiếc cúp tam pháp thuật đặt giữa mê trận. Harry và Cedric đồng thời tìm thấy chiếc cúp, trong khi Krum bị pháp thuật hắc ám điều khiển và tấn công Delacour. Cả hai quán quân trường Hogwarts đi đến thỏa thuận là sẽ cùng nhau chạm vào cúp để giành chiến thắng cho trường. Nhưng họ không ngờ chiếc cúp đã bị phù phép trở thành khóa cảng, vật thể có khả năng dịch chuyển những người chạm vào nó đến một địa điểm được định sẵn. Chiếc cúp đưa Harry và Cedric đến một nghĩa địa tối tăm, nơi mà tên đuôi trùn đã chờ sẵn. Hắn lập tức kết liễu Cedric rồi trói Harry vào tấm bia mộ. Đuôi trùn dùng Harry để thực hiện một pháp thuật cổ xưa giúp Voldemort hồi sinh. Harry cũng không thể làm được gì để ngăn cản đuôi trùn thực hiện nghi thức ấy. Thì ra, những bầy tôi trung thành của Voldemort đã sớm biết được thông tin về cuộc thi tam pháp thuật. Một trong số chúng trà trộn vào Hogwarts, bỏ tên Harry vào chiếc cốc lửa, rồi âm thầm tạo điều kiện cho Harry vượt qua các bài thi và trở thành người đầu tiên chạm vào chiếc cúp tam pháp thuật. Voldemort sống lại, hắn muốn tự tay mình chấm dứt mối đe dọa đến quyền lực của hắn. Hắn yêu cầu đuôi trùn thả Harry ra để cậu bé được đấu tay đôi với vị chúa tể hắc ám vĩ đại. Voldemort phóng lời nguyền giết chóc về phía Harry, trong khi cậu yếu ớt chống trả bằng thần chú giải giới. Kỳ tích xảy ra vào giây phút tia sáng từ hai cây đũa phép chạm vào nhau. Mối liên hệ giữa hai cây đũa phép đã khiến cho Voldemort một lần nữa thất bại với ý định tiêu diệt Harry Potter. Lợi dụng lúc Voldemort bị cây đũa phép khống chế, Harry nhanh chóng tóm lấy chiếc cúp khóa cảng để quay trở về trường cùng thi thể Cedric. Cả trường Hogwarts vỡ òa trong chiến thắng, nhưng nhanh chóng chìm vào nỗi kinh hoàng và đau đớn khi biết tin chúa tể hắc ám hồi sinh, còn cậu huynh trưởng tài ba nhà Hufflepuff thì đã ra đi mãi mãi. Về nguyên tắc, Harry là người chiến thắng cuộc thi và nhận được giải thưởng 1.000 Galleons, nhưng nỗi ân hận về cái chết của Cedric cứ dày vò trong lòng Harry, khiến cậu quyết định không giữ lại món tiền đó cho mình. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách Harry Potter tập 4, Harry Potter và chiếc cốc lửa. Bạn thân mến, tập 4 bộ truyện không những vẫn ly kỳ kịch tính như 3 phần đầu của bộ truyện, mà còn khám phá những chuyển biến sâu sắc trong tâm lý các nhân vật. Cũng từ phần truyện này trở đi, câu chuyện của Harry Potter bắt đầu nhuốm màu u tối, báo hiệu cho chuỗi khó khăn mà nhân vật chính cần phải đối mặt trên chặng đường phía trước. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Harry Potter tập 4, Harry Potter và chiếc cốc lửa trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!